Hôm nay Cathy dẫn cả nhà đi thu hoạch sung nha. Tại vì sung nó chín quá trời luôn rồi mọi người ơi, mà mình để dặn mọi người là không có được hái để quay phim á, nhưng mà bây giờ là không để được nữa cả nhà ơi, nó chín lắm rồi. Ông bảo là bây giờ nếu mà không hái là chiều nay trời mưa là khỏi ăn luôn. Cho nên là bây giờ Dung dẫn mọi người đi hái sung nha. Quá trời chín luôn mọi người ơi. Thì mời mọi người theo chân Dung đi hái sung nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, cả nhà thấy sung không? Đây nè, đây là những trái sung của mình sắp nó đang chín hết rồi đây nè cả nhà. Quá trời luôn. Đó. Mọi người thấy rải rác trong đây nữa nè. Quá chừng luôn, để Dung quay cho mọi người xem nha. Đây nè cả nhà ơi, thấy ham lắm luôn á. Mấy cái trái này nè là nó còn nó không được to lắm như hôm bữa mình có hái mấy trái trước cả nhà, mấy trái đầu tiên á nó rất là to luôn, nó to như vậy nè. Nhưng mà mình này cả nhà ơi, mình sẽ ăn đợt trái này rồi mình có đợt trái thứ hai nữa nè cả nhà, rồi đây trên này là đợt trái thứ ba nè, nhưng mà nắng quá nè, không biết là nó có đậu hết không đây. Ôi đây nè cả nhà ơi, những cái trái này là Dung hái hết luôn kìa. Hôm nay là thu hoạch hết luôn á. Wow, mọi người nhìn thấy mê chưa? Là đó, nguyên cái nhánh này là quá trời luôn nè. Đó. Nguyên cái nhánh này thấy mê lắm cả nhà ơi. Cái chùm này ba bốn trái luôn, nó chín hết luôn rồi. Thôi bây giờ để Cathy đi hái nha. Bây giờ để mình đi hái sung nha cả nhà. Wow, cái này có nước lặt tai luôn á cả nhà ơi nè. Nó dễ hái lắm, mình tưởng nó phải cắt nè. Wow. Đây cả nhà ơi, nó chín. Cái này nó hơi mềm lắm luôn rồi đó cả nhà. Đó, đã chưa? Đây cả nhà ơi. Đây. Wow. Đây cả nhà ơi, tuyệt vời luôn. Ôi. Nó rụng. Chín mùi quá rồi. Ô nó cứng quá. Ôi, quá trời trái luôn mọi người ơi. Nó rụng bớt nữa nè mọi người. Chứ nếu mà nó đậu hết luôn á, cái đợt đầu tiên mà Cathy quay cho mọi người xem á, là quá trời trái luôn. Mà sao cái quay lại cái nữa thấy nó rụng vơi vơi dần rồi. À, bây giờ á, tại vì nhiều quá, nó bé quá đó cả nhà, nó nuôi không có nổi. Mà cả nhà thấy nó ra đợt trái thứ hai, thứ ba tùm lum trong đây nè. Trời, sao nó cứng như ta. Ui. Cái giường của Cathy nó không có được sạch sẽ cho lắm nha. Nhưng mà nắng quá rồi cả nhà ơi, mình không có làm được. Nó cứng nhắc à. Ôi cha, trái này nó to ghê luôn nè. Đó. Đã chưa? Ôi nhưng mà nó cũng hơi bị sâu sâu nè. À, đã quá. Wow. Ôi. Trái này còn. Wow.
năm nào á mình cũng đi lên mấy cái trang trại á cả nhà, mấy cái trang trại mà người ta trồng hai bên đường á nhiều lắm, người ta cho mình hái về cái đi làm mứt. Làm mứt là ngon lắm luôn cả nhà, sáng mình ăn với bánh mì á. Đó, nhánh này hết rồi. Nhánh này thì nó có một một số trái chưa hái được cả nhà ơi, mình hái trái bự này trước. Đó. Trái này cũng chưa. Trái này cũng chưa. Ôi có cái đùm này nè. Có cái chùm này nè cả nhà ơi. Đã quá, chín hết trơn luôn rồi. Cái này á cả nhà, khi mà mình ngắt nó trên đầu nó có mủ á cả nhà. Khi mà ăn á thì mình giỏ thì để nó giòn hơn, nhưng mà cái giỏ nó có mủ vậy là nó có cái lớp lông lông ở ngoài á cả nhà, nên ăn rất là ngứa miệng. Mà nếu mà muốn mẹ nào kỹ á thì rửa cho thật sạch, hoặc là có thể lột cái vỏ đó, mình bỏ cái phần vỏ đó đi. Thường thì cà thi lột vỏ, cà thi bỏ đó, nó có cái mủ ở trên đó cả nhà. Hai trái này còn cứng, mình để là được. Wow, vậy chứ nó còn cứng cả nhà ơi, mình thích nó mềm mềm thôi. Nó lùng lùng á cả nhà, hái sướng tay luôn, đã gì đâu á. Nó lùng bé xíu à, nó đứng chắc tới vai mình á, mà trái quá trời trái luôn. Tí nữa Cathy sẽ mở cho mọi người xem, sẽ tách nó ra cho mọi người xem bên trong nó như thế nào nha. Tại vì mấy chị bạn của mình á, ở Việt Nam á, mình có đăng trên Facebook á cả nhà, cho nên là mấy chị không có biết ăn như thế nào. Thì để mình chia sẻ cho mọi người cái cách ăn phí như thế nào nha. Thì bây giờ là đang bắt đầu, nó chưa có mùa nhiều á cả nhà, tại vì Cathy chỗ Cathy là nắng, nó nắng tối ngày à, cho nên là nó chín trước nè cả nhà. Chứ mà những cái chỗ khác á là nó chưa có chín, mà trong siêu thị là nó bán là 10 euro cho 1 kg lận á, nhưng mà nó xanh lét à, ăn nó không có mùi vị gì đâu. Nó còn vài trái mà mình để lại đi cả nhà ơi, nó chưa có mùi dữ á. Nè cả nhà thấy một rổ luôn không, thích quá. Này một rổ luôn đây cả nhà ơi, thì để mình tách thử cho cả nhà xem nha. Đây mình sẽ tách thử cho mọi người xem nha. Đó, cả nhà ơi, bên trong nó như thế này. Ngứa quá cả nhà ơi, cái lá nó cắt vô mặt ngứa quá. Mình ăn thử cho mọi người xem nha. Trời ơi, cái này nó ngọt lắm luôn. Cứ thì mời cả nhà nhé. Mình mời cả nhà ăn chung, ăn sung với mình nha. Nó ngọt ngay luôn á cả nhà, mà nó thơm lắm luôn.
ngọt lắm á cả nhà ơi. Mà ăn sung á, rất là tốt cho sức khỏe nha cả nhà, nó có rất là nhiều vitamin. Nó ngọt ngay à cả nhà ơi, ngon quá. Mọi người thấy không? Đã quá. Cái đây là vừa hái vừa ăn tại vườn luôn á cả nhà. Mà nó ngon gì đâu luôn á. Này là không phân công thuốc luôn, nên cái thi không có rửa nha. Nó ngon. Ngọt lắm cả nhà ơi. Ăn những cái hạt cái cả nhà, nó giòn sực sực ngon gì đâu á. Ngon quá. Đó cả nhà ơi. Thì cái cây sung này á Dung trồng được là 3 năm rồi đó cả nhà. 3 năm. Nhưng mà nó nhỏ xíu nè, mọi người thấy nhỏ xíu mà đã cho trái rồi, quá trời trái luôn á. Đó thì cảm ơn cả nhà đã cùng mình đi hái sung sáng giờ nhé. Và nếu mà cả nhà thấy thích cái video này thì mình sẽ làm một cái video review cái này cho những cái trái phín này cho mọi người xem, để xem công dụng của nó như thế nào nhé. Nó rất là tốt cho sức khỏe đó cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video. Và nếu mọi người thích cái video này thì nhớ cho Cathy một like, một nút đăng ký và nhấn cái chuông bên cạnh nút đăng ký nhé, để ủng hộ cho Cathy và không bỏ lỡ những cái video tiếp theo. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Bye bye.